Em xin chào các bác. Thể theo nguyện vọng của một số anh em muốn test cái đèn led vào cái hôm trời mưa, thì may quá hôm nay trời nó lại bão nên là có điều kiện để test rồi. Đây, chiếc đèn ngày hôm qua em test và hôm nay em test lại cho các bác xem. Đây, pha đề cốt. Bật đi một đoạn cho các bác cùng xem nhé. Rõ ràng là nó cũng có một số vấn đề. Khi trời mưa thì đương nhiên đèn nào nó cũng sẽ bị hạn chế, nhưng mà em nghĩ nó không nhiều lắm đâu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Đây là em chỉ bật riêng đèn led thôi, chứ không bật cái đèn gì ngoài đèn đấy đâu. Đây là cái xe đối diện, quay ra tí không là nó gây chói cho mình. Theo cảm nhận của em thì nó cũng bình thường thôi, vẫn thấy ngon hơn đèn hip, đèn VCD. Có thể là con kính này nó không được rõ, nhưng mà nó khá hơn. Còn bảo là trời mưa mà nó đạp được như lúc không mưa thì không có điều đó. Thôi tinh thần đấy đã nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi.